Ok, chào mừng 500 anh em trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục là vẫn con game EGA of Logenkia vào trong đây cho các anh em khác bọt hơn lúc trước. Hôm cái clip vừa rồi thì mình đã làm một cái set 6 sao của con DK thì nó không có mắc binh. Hôm nay mình sẽ cũng vẫn làm một cái set 6 sao nhưng mà nó mắc binh bên cái hệ gì anh em? Mắc binh bên cái hệ là cộng hưởng item, nó sẽ lên cộng 15 nha anh em. Tổng quan thì hôm nay mình sẽ review một cái con nhân vật được xem là con nhân vật cũng khá là khỏe ở một cái server 26 và server 16. Ở trong đây hiện giờ mình đang lên một cái map rất là cao, một cái map là Kanguta, và review cho anh em biết là full cây đồ cộng 15 cho các anh em xem và đánh giá giúp mình nha anh em. Và anh em xem tới đây thì cứ mạnh dạn comment vô là xem là cái bộ đồ này nó có cái quần đùi gì anh em à. Vào trong đây nha. Tiếp tục là một cái set đồ huyền thoại có tên là Hoàng Kim. Hoàng Kim cho chúng ta cộng hưởng là 15, cấp độ là 6 sao. Ở đây là nó có một cái dòng là tỷ lệ HD, một cái dòng rất là phổ biến cho cái cây vũ khí. Nếu mà ở trang bị thì các anh em sẽ lấy cho mình là tăng giảm sát thương hoặc là giảm sát thương. Còn ở vũ khí thì các anh em cứ việc là lấy tỷ lệ HD. Như vậy nó sẽ tối ưu quá nhất cho chúng ta khi đi BK. Ở đây cộng 15 thì thuộc tính của chúng ta sẽ lên là cái dòng HP tăng máu thêm 20k. Tỷ lệ phòng thủ là 6230 và khả năng phòng thủ. Các anh em nhớ là cái bộ đồ 6 sao kỳ gọi của con BK nó cũng là cộng hưởng máu 20k nhưng mà cái tỷ lệ phòng thủ của nó chỉ có là 4500 thôi. Còn cái này nó sẽ lên là 6200 và có thêm một cái dòng đó là tăng khả năng phòng thủ khi mà chúng ta cộng hưởng lên 15. Các anh em thấy là cái bộ đồ nè, sức chống đỡ và giảm sát thương 5%. Cực kỳ ngon không anh em? Đây là cái mũ của cái bộ đồ của con DK nha. Các anh em nhìn tới đây rồi các anh em đánh giá giúp mình nha. Tiếp theo là một cái áo. Một cái áo thì cho chúng ta hai ộp. Các anh em nhìn kỹ nha. Cái áo này cho chúng ta là hai ộp, một cái ộp truyền thống là cái ộp đập like thì nó sẽ lên là cộng 28 và một hộp truyền thống nữa cũng là cái hộp là tăng giảm sát thương, giảm sát thương là 5%, có thêm nè phản hồi 1% sát thương. Đây được gọi là một bộ đồ 2 ốp S cũng là cộng hưởng lên cộng 15, vẫn là đồ 6 sao. Các anh em nhìn nè, tăng mức giảm sát thương cộng 9%. Cái này là chuẩn chu của cái bộ đồ, chuẩn chu của cái item, không còn gì để bàn cãi nha anh em. Cộng hưởng dưới đây thì nó cũng y chang thôi, tại vì đồ cộng 15 nó sẽ những cái dòng ảnh của mình nó kích lên là đều một hoặc một, nhưng mà nó sẽ khác vào cái dòng cộng hưởng của Harmony, nó sẽ khác là một món đồ 2 up S hoặc là 1 up S nha. Hiện tại chỉ có cái áo này là 2 up S nha anh em. Theo nữa là qua một cái quần cho chúng ta là tăng khả năng phòng thủ. Nếu mà khi đi BK thì khả năng phòng thủ PvP và giảm sát thương nó rất là quan trọng. Nếu không được cái dòng giảm sát thương thì các em có thể là lấy phòng thủ, nó cũng rất tốt. Vì sao? Vì cái con DL này, cái nội tại của nó, cái đam nó cực kỳ to, nhưng các anh em bù lại là cái lượng máu nó mỏng và thủ của nó kém. Nó chỉ quật người ta được, nhưng mà người ta quật lại nó thì thủ dưới mà HP nó cực kỳ kém, nên các anh em phải bổ trợ làm sao cho thủ nó nhiều vào, HP nó nhiều vào là mình có thể là chống chịu được. Còn nếu mà cái đam của mình to mà bên kia người ta chịu được, người ta phản đam lại á, thì mình dễ bị ngoẹo lắm nha anh em. Cái trình mà BK phải là thượng thua được. Còn nếu mà mình BK thì thôi, quánh với người áo 2 sao giờ mình cũng thua nữa. Tiếp theo là một cái tay cho anh em xem, cũng là cộng hưởng 15. Cái ốp tăng Angi này là cái giáp phế. Chúng ta không cần cái ốp này, ốp gì cũng được, nhưng mà cái ốp Angi này là không có cần anh em. Không biết ảnh chưa có sửa, vì đây là ảnh chưa có sửa chứ không phải là ảnh để cố định nha anh em ơi. Và cái tay này cho chúng ta chỉ có là một ốp thôi, chưa có đập cái dòng like vô luôn. Dòng like là được tăng phòng thủ thêm 28, còn nếu ở sát thương của vũ khí thì nó sẽ tăng lượng sát thương lên, còn nằm ở bên trang bị thì nó sẽ tăng thủ cho chúng ta, cộng hưởng máu nè, rồi phòng thủ nè, rồi khả năng phòng thủ nó cũng y chang luôn. Tại vì đồ là 6 sao là cùng một cấp độ và cộng lên đều là cộng hưởng 15 hết thì nó cũng là cùng cấp độ luôn. Các anh em vào trong đây xem từ món đồ nha. Các anh em xem tới đâu là lúa nó sẽ tràn bồ, nó sẽ đổ tới đó nha anh em ơi. Tăng nhanh nhẹn cái này cũng không cần nha. Và tiếp theo cũng là một cái chân hoàng kim, một bộ đồ rất là huyền thoại và chánh thống của con DL luôn, cũng là cộng hưởng 15, cấp độ là 6 sao và cho chúng ta là giảm sát thương 5%. Như vậy là set đồ này nó y chang một hoặc một, lấy là chung một dòng đó là giảm sát thương. Harmony thì chỉ được hai món đẹp, còn mấy món kia thì tạm gác qua một bên. Đẹp nhất là cái đồ đang ở cấp độ là 6 sao và cộng hưởng nó là 15. Nó cực kỳ giá trị nha anh em, không phải là đồ 15 các anh em muốn là được đâu. Các anh em phải có lúa, lúa các anh em phải nhiều, bồ các anh em phải to.
còn nếu mà bồ nhỏ là cũng không có được đâu. Tiếp theo là cái này là cái quan trọng nhất mà mình nghe ảnh bật mí hồi tối mình muốn ngã ngửa luôn anh em, nhờ cái ghế nó có cái đai, không có cái đai là mình té à. Cái này ảnh mua là với một cái giá cực kỳ cao, mắc hơn một chiếc quen pha anh em à. Nói gì vậy là anh em hiểu nha, đây là một cái áo tròn level 2, còn gọi là cấp 2, nó thuộc ở chế độ là 2 sao cho chúng ta nè, cộng hưởng cộng 15 nha, qua sức chống đỡ là cộng 42 nè, gia tăng 50% sát thương nè, HP thì cộng thêm 125, qua tỷ lệ gấp like á là anh đã cộng lên mắt binh là 28. Ở đây là nó sẽ có là sức đánh thêm, và cái win này nó sẽ ra cho chúng ta hai cái dòng like, một cái dòng like là sức đánh và một cái dòng like là HP nha. Tại vì những cái con game khác thì các anh em ép là các anh em sẽ biết, nó sẽ cho chúng ta hai chế độ, một là sức đánh còn hai là like, thì một là công còn hai là thủ đó anh em. Thì đa phần là anh em sẽ lấy sức đánh thêm nha, tại vì cái win nó hỗ trợ cho chúng ta toàn bộ 100% là vô cái lượng công, chứ nó không có qua cái lượng thủ nhiều, nên mình sẽ lấy cái dòng là cái dòng sức đánh thêm nha. Tiếp theo đây là một cái món đồ cực kỳ quan trọng. Quan trọng vì sao? Quan trọng của nó là nằm ở chế độ gồng 2 mà còn cộng 15, cấp độ 6 sao, nhưng mà nó nằm ở cái ốp ha, không có vừa bụng mình chút xíu. Phan, một lát nữa mình sẽ cho cái ốp ha tuyệt vời nhất cho anh em thấy, nhưng mà nó không có nằm ở đây thôi. Ở đây là cho chúng ta là một cái trượng này được cái gì, sức đánh là cộng 24, chưa có được mắc binh, tỷ lệ sát thương hoàn hảo là 9%, gia tăng tốc độ tấn công cấp độ 21 chứ không phải là 20. Thì anh em thấy là tính năng ẩn của chúng ta nè, tính năng nâng cao, tỷ lệ tấn công là cộng 6880 nè, và sát thương hoàn hảo cộng thêm 12% cộng với 9% nữa cho chúng ta sát thương hoàn hảo là 21%, kèm theo 10 điểm hoàn hảo của Master nữa, thì cái đam hoàn hảo của ảnh nổ lên một cái chà bá luôn nha anh em. Và các anh em thấy nè, khi cộng hưởng 15 nó sẽ cho chúng ta nè 30% tỷ lệ giảm tốc độ đánh của đối phương và 15% trong 3 giây. Nó có rất là nhiều cái cộng hưởng tuyệt vời khi chúng ta đạt ở chế độ là mắc pin. Và ở đây nó còn thiếu sót một dòng, đó là một cái dòng Harmony thôi. Nó nằm ở chế độ là Harmony SD cái nữa thì không còn gì để bàn cãi, trên cả tuyệt vời. Nhưng mà nó cũng thiếu một cái gì đó. Cái này thiếu gì không? Nó thiếu lúa. Lúa là sao? Cái này phải nâng lên là 4 ốp. Hiện giờ thì anh em đang 3 ốp, 4 ốp, và có thông tin là nó sẽ lên 5 ốp nữa anh em. Thì mắc pin một bộ đồ nó sẽ 6 ốp nha. Hiện giờ anh em đang mấy anh em top đang nắm chùm á, bây giờ chắc 4 ốp nhiều. Còn như gì đây thôi, thì thằng của anh em nó sẽ nhức nhối rồi, không cần lên nhiều, chỉ bao nhiêu thôi. Tiếp theo là một cái khiên, hiện tại là một cái khiên này là khiên trá hình. Tại sao mà nói khiên trá hình? Ảnh có một cái khiên 5 sao nữa mà ảnh giấu, giấu rất là xa, giấu ở cái gương đồ chung, tại vì đó ảnh mới cộng lên có 11 thôi, ảnh chưa cộng lên 15, phải cộng 15 là mình đem lên mình review luôn rồi anh em. Và ở đây là đồ hoàn hảo khiên kim long ở cấp độ là 3 sao, cho chúng ta là phòng thủ 19, và khi mắc pin lên nó là 177 nè. Và khả năng phòng thủ thì khả năng phòng thủ nó đi kèm theo cái khiên này nữa là nó rất tuyệt vời, nhưng mà nó ở nằm ở chế độ là giảm sát thương nó lại càng tuyệt vời hơn. Ở đây là cho chúng ta hai ốp, một ốp là HP 2% và một ốp giảm sát thương 3%, tại vì nó đang ở một cái cấp độ thấp nên nó chỉ là ở chế độ là 3% thôi nha. Nếu mà lên cấp độ cao chắc ảnh cũng đung nó lên là 5% hoặc là 6% đó anh em. Và một cái khiên cho chúng ta cũng là cực kỳ whip ở một chế độ 3 sao, các em thấy không, đồ 3 sao mà ảnh đung lên whip như gì đây, hai ộp kèm theo đó là cộng hưởng 15, không cần phải bàn cãi. Và vô một cái dòng nhẫn và dây chuyền, nhiều anh em xem tới đây sẽ nói dây chuyền này tầm phải là 4 năm gì anh em, 4 năm dòng, nhưng mà thật sự không có anh em, nó chỉ có là hai ộp thôi, hai ộp sát thương hoàn hảo và hai ộp tính năng nâng cao là giảm sát thương 3% nè, phản hồi sát thương 3% và dây chuyền gió cộng 9. Ở dưới đây cho chúng ta cái lượng máu lên là 3300 và khả năng phục hồi hoàn toàn HP khi chúng ta khi đi BK. Và ở bên đây cũng vậy luôn, một cái chiếc nhẫn lửa đây cho chúng ta hai ốp nhưng mà nó không trùng với nhau, bên đây là HP 4% và giảm sát thương 3% thôi. Tỷ lệ tính năng á, cái tính năng nâng cao á nó cộng 9 thì cộng hưởng của nó cũng sẽ y chang thôi, nó không có gì khác, nó cũng là 3300. Xem tới đây thì các anh em sẽ chích lử và nói là ái chà chà, tại sao cái Ben là cái quan trọng nhất mà ta sẽ chỉ có một ộp anh em, thì chừng nữa anh ta sẽ lên đâu đó là 3-4 ộp vậy đó anh em ạ. Tại vì nói cho có thôi nha, thì hiện tại cái Ben của chúng ta là một cái Ben set nè, kèm theo một cái ộp đó là hoàn hảo 7%, khi mà cộng 9 thì cái dòng mà nâng cao của chúng ta nó cũng y chang vậy thôi anh em. Thì cái bộ đồ này nó tầm ở khoảng là 80%, chứ nó chưa có được mà 90 hoặc là 100% nha, tại vì mình còn lép 3 món đồ. Và đây là một cái nhân vật chính cũng là cấp độ 6 sao, có tên là Quyền Trượng Đại Dương cộng 15. Và cái dòng mà mình muốn nói tới anh em ngay cái mũi tên mình chỉ chỏ vào cái dòng đó, các anh em thấy nè, tăng khả năng loại bỏ ít đời 14%. Nếu mà cái cây trượng gồng 2 nó nằm ở một cái ốp Harmony như gì thì nó sẽ là trên cả tuyệt vời anh em. Và Harmony thì các anh em đã biết rồi, khi mà đập vô nó sẽ có một cái tỷ lệ là random, chứ nó không phải là mặc định là đập một hai cái nó sẽ ra,
và tỷ lệ mà nó ra được cái dòng này á cực kỳ hiếm và cực kỳ khó nha anh em. Khi có được cái dòng này á thì các anh em sẽ biết là một cái cây giá trị của mình sẽ như thế nào. Và khi cái cây vũ khí này chúng ta có được cái gì, có được là tấn công bét nè, cái cây truyền thống nó sẽ có là tấn công của bét nha. Ở đây thì mình sẽ có là hai ốp, một ốp là gia tăng sát thương 1% và 30% cơ hội phục hồi HP khi BWP, thì cái này thì nó cũng khá là ngon lành cành đào nha anh em. Nhưng mà mình không thích ở cái chế độ này. Tại sao? Tại vì hiện tại nó đang hot ở chế độ là gồng, thì chúng ta phải có một cái gồng hai. Gồng hai thì chúng ta sẽ có một cái là ý chí gồng. Ý chí gồng nó sẽ nằm ở đây. Mình sẽ vào mình sửa cái kỹ năng và mình cho một cái ý chí gồng ra. Ý chí gồng nó sẽ như gì đây? Mình búp lên cho anh em xem. Mình búp lên nó sẽ có một cái dòng sáng nha. Mình đi ra đây mình búp cho anh em xem đây. Mình búp gần lại cho anh em xem nha. Đây là một cái búp cơ bản của ảnh. Búp cơ bản thì có rồi. Còn bên đây là ý chí gồng. Ý chí gồng này chúng ta sử dụng được khi mà chúng ta khi mang được một cây vũ khí đó là gồng hai thì chúng ta sẽ mang được. Quá tuyệt vời anh em, không còn gì để bàn cãi. Bấm ô tô lên và các anh em xem tới đây và đánh giá giúp mình cái hạt này là nó tầm ở được bao nhiêu điểm nha. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video clip của mình. Có những thông tin thủ thuật gì hay, hãy mạnh dạn và comment vào cuối phần video để giúp kênh càng ngày càng phát triển nha anh em.